Đào Lai, em xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay em lên clip tiếp theo. Hôm nay em đi đi giới thiệu sơ qua. Hôm nay gồm có kìm mở quẹ, kìm bấm cốt, kìm cộng lực, kìm chết, kéo, kéo bướm, dao ghép, dao ghép cành, rồi kéo tỉa, kéo bonsai, kéo cắt tôn. Giờ đi giới thiệu từng mẻ một. Mẻ số 1 là một con kìm mỏ quẹt. Cái này là hiệu Sanki, chiều dài là 250 cm nha. 25 cm. Đây, miệng ở đây. Sử dụng còn ok luôn. Chiều dài 25 cm, kìm mở quẹt. Kén kiết nó còn ok luôn. Trượt rồi, ok nha. Rồi, mã số 1. Mã số 1, 100k. Đi mã số 2. Mã số 2 cũng là một con kìm mở quẹt. Này, The Rod Forget gì đây, của Japan này. Răng miệng. Này cũng có kén rồi, tay cầm rồi bọc nha. Con này để em đo chiều dài, con này nó không có ghi thông số chiều dài. Chiều dài con này là 24 cm nha mọi người, 24 cm. Rồi mã số 2. Mã số 2 100k. Mã số 2. Đi mã số 3. Mã số 3 cũng là một con kìm mỏ quẹt. Con này cũng hiệu Sanki, chiều dài là 250 mm nha. Kén kiết là đẹp luôn, răng miệng còn tốt. Rồi mã số 3. Mã số 3 120k. Đi mã số 4. Mã số 4 là một con kia, con kìm bấm cốt. Con này hiệu Hojan nha. Cái này là gì, Hojan? Cái này trên đây là không sự hèm của nó đây. Này bấm thì còn ok nha. Ghi thông số này mọi người ai biết, 1.6/20 2.0. Này xài càng tốt nha. Như này có mấy nghèm tút dây bấm gì đây. Con này chiều dài của nó, con này là chiều dài là 20, gần 23 nha. Mẹ số 4. Mã số 4 90k. Mã số 5 cũng vậy nha. Mã của số 5 cũng tương tự vậy. Mã số 5 90k. Đi mã số 6. Này của máy Isaban, con số 1.25 2.0. Gì cái này là năm phẩy năm hả? Kén kiết còn ok luôn. Hôm nay chiều dài của nó 22 nha. Mã số 6. Mã số 6 120k. Đi mã số 7. Mã số 7 là một con
kìm bơm cốt này, thông số của nó này 16, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Cái này cũng vậy. Cái này cũng Mỹ nha mọi người. Đây USE đây. Nhìn. Mọi người nhìn nhìn xem. Cái này mini hàng của Mỹ. Mã số 7. 200k. Cái này kiểu bóng cốt mini nha, này mở 15,5, chỉ dài 15,5. Rồi đi mẹ số 8. Số 8 là một kìm cộng lực. Cái này MCC nha. Răng miệng khít nha mọi người. Đây bấm B, lưới B40 cực kỳ rất là bén luôn. Bấm là rất là ngọt luôn. Đó, kén ghế cũng ok. Kìm còn rất là đẹp luôn. Cái này chiều dài là 21cm nha mọi người. Cái này bấm khỏi bèn luôn. Rồi mã số 8. 120k. Mã số 9 ngoài. Kìm còn rất là đẹp luôn. Kén kiếp còn ok. Răng miệng khít luôn nha mọi người. Đó, răng rất là khít. Miếng này mà người mua về bấm thép B40 lên. Ok luôn, rất là ngọt luôn. Con này cũng chỉ dài 21cm. Rồi em đi mã số 10. Rồi cái kìm bấm chết CRV. Đây kinh tôn gì đây, đó, răng còn rất là đẹp luôn. Nhìn rất là chắc. Nè các mọi người xem, lắc mà không thèm rơ luôn. Đó, miệng rất là bằng luôn, cân đối. Đó. Cho mọi người xem, miệng bằng, sáng bóng. Cái này bữa nay. Cái này mà không ai mua nữa là không ai chốt nữa là em để lại dùng luôn nha. Cái này nhìn rất là chắc, cứng kép. Mua về ai cũng thích. Đó. Nhìn đẹp, hàng mới len keng luôn. Mã số 10 170k. Mã số 11. Mã số 11 ba cây kéo cắt may. Chữ nhật luôn nha mọi người, đai bằng đồng. Đó. Đai bằng đồng. Đi soi từng cây một cho mọi người xem nha. Cái này mũi với lưỡi chưa mẻ thì gãy. Cái này mọi người về mài thôi nha, em chỉ vệ sinh thôi. Đó. Răng miệng khít này. Cái này chiều dài của nó 25. Cái này chiều dài 25. Và cái này cũng 25 luôn. Đó, cho mọi người xem răng miệng nha. Này mọi người vì về mài thôi. Rất là kê, bén cực kỳ luôn. Đai bằng đồng nha mọi người, đai bằng đồng hết. Đai bằng đồng. Ba cây kéo. Ba cây kéo của Nhật. Đó, đai bằng đồng. Nhìn rất là đẹp luôn. Mã số 11. Mã số 11 200k. Mã số 12. Mã
Mẻ số 12, 3 cây keo bướm. Ba cây keo bướm của Nhật nha, có chữ hết này. Đó. Đây cũng có chữ luôn. Ba cây keo bướm của Nhật. Miệng mũi rất là ok luôn. Đó, mọi người xem. Cây nhỏ nhất. Nên mọi người xem miệng lưỡi. Rồi. Chiều dài của nó. Cái này này 15,5. Cái này miệng nó đây. Rồi, chiều dài của nó là 19 nha. Cái này chiều dài của nó 19 luôn. Rồi ba cây kéo bướm. Mẻ số 12. Mã số 12 200k. Anh đi mã số 13. Mã số 13 là 4 cây ghép mắt. Này ghép mắt cành cây ăn trái vậy đó. Cây bonsai. Đó. Bốn cái nha. Bốn cây. Cái này chiều dài của nó 20. Nó chiều dài là 23. Cái này chiều dài là 15. Cái này là 17. Bốn cây nha mọi người. Bốn cây ghép. Mẻ số 13. Mẻ số 13 200k. Đi mã số 14. Mã số 14 là một cây kéo bấm cây bấm cành bonsai. Rồi cái này là tỉa bonsai nha. Đây là kéo tỉa bonsai. Đang mình khít nha. Đang mình khít. Này có cái chốt đây nha mọi người, gài lên nè. Đó. Cái này chiều dài của nó. Chiều dài của con này là 31 nha. Còn kéo tỉa bấm cành này. Này là 19. Đó, kết hợp hai con. Rồi mã số 14. 150k một cặp nha mọi người. Mã số 14 150k. Mã số 15. Đây mồng kéo cắt tôn của Nhật đây. Đầu mũi rất là đẹp luôn. Hít nha mọi người. Hôm nay chiều dài của nó 25. Dáng kiết là còn ok luôn. Nhìn rất là đẹp. Mã số 15 120k.
Anh em mã số 16. 16 cũng là một cái kéo cắt tôn. Cây này cũng nhọc luôn nha. Miền lưỡi khít. Cây này cắt rất là ok luôn. Rồi mã, cây này chiều dài là 32 cm. Rồi mã số 16, 150k. Đi mã số 17. Mã số 17. Mã số 17 là hai dao của Nhật nha. Hai dao của Nhật. Cái này chữ đây. Này chiều dài. Chiều dài con này là 10 26. 27. Giữa này là 2.5 cm. Cuối là 3 cm. Đó. Con này. Này chiều dài là 21. Ở giữa là 2.5, ở giữa là 2 cm. Cuối là gần 3 cm nha. Hai con dao của Nhật. Rồi mã số 17. Mã số 17 100k. Đi mã số 18. Mã số 18. Đây là bò mũi nha mọi người, bò mũi 2 4 6 8 10 mũi CRV. Đây. Mũi có thương hiệu đàng hoàng CRV. Đó, người thấy không? CRV. Này mũi này từ lớn đến nhỏ. Có cả đầu bằng lục giác nha. Đó, bỏ vô bằng như thế này. Thích đầu nào bỏ vô đầu đó. Cây này nha, cây này là đảo chiều nha. Gẹt que. Đó. Đảo chiều. Thích phần đầu nào bỏ đâu đó. Ừ. Đảo chiều như thế này. Tay cầm vặn thôi. Đây là cái đây cần lùng nha. Đó, chiều dài của cái cần lồng. Cần lồng này á là 11 cm. Cần dài này là 19.5. Trên này có mấy cái ống để đựng mũi nha. Nhét mũi xung quanh này cũng được. Rồi mã số. Mã số 18. Mã số 18 150k. Em đi mã số 19. Mã số 19. Mã số 19 là 60 vít. Gì đây? B3K. BH1, BH2 gì đây? BH3 đó. 60 vít gỗ. Đo ba cái cây 3K trước cho mọi người xem nha. Đây BH1 đây. Con này chiều dài là 17 cm. BH2 20 cm. BH3 28 cm. Rồi bên con này là 17.5. Tụi cái chịp này nè.
pH2 này 21, pH3 này, pH3 này 35. Đồng mỗi cần xài được nha mọi người. 6 cây trục vít gỗ, 3 dịp 3 ba kia, 3 dịp 3 ba kia. Vít gỗ này ai mua chuyển khoản nha, tại vì em bán vốn nha, không có lời đâu. Để lại cho mọi người. Mã số 19 100k. Vít gỗ của Nhật á. Mã số 20. Mã số 20 là còn 6 cây trục vít. 3 dịp 3 ba kia, vít đây vít nhỏ. Đo một cây thôi, chiều dài tương đương nhau á. Đây 19,5. Mấy cây này tương tự nhau hết. Mình coi thử cái cây ngắn này nhiều. Cái này 16 gần 17 nha. Cây ngắn nhất là 17, dài nhất là 19. 6 cây trục vít, 3 ba kia 3 dịp. Đây trục vít BH1 nha mọi người. BH1. Mã số 20 trăm ke. Em đi mã số 21. Mã số 21 là một bộ hỗn hợp trục vít nhựa của gì không biết. Có cây có thương hiệu nha. Cái này trục vít đầu bút chì, tại vì bút thời điện. Nhưng mà cái trong này như nó bị không biết có thay được không. Chưa thử nha, chưa thay cầu chì nên chưa biết. Nó đầu thì vẫn còn đẹp. Là cây này là trục vít đưa vào mũi nó vào về vặn thôi. Nó như thế này, đó. Rất là nhiều mũi luôn. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 10 mũi nha. Rồi cái này của vết siêu này, hàng vết siêu. Cái này của Nhật luôn, dài luôn. Cái này có mấy bộ mũi này, bốn cái mũi nghe, thay kiểu gì thay. Cái này chiều dài của nó, chiều dài cái này là 42, cái này chiều dài là 26, cái này chiều dài là 14, cái này chiều dài là 21, cái này chiều dài là 19. Đó, đóng mũi như thế này, trục vít hỗn hợp nha mọi người. Này mua về xài mỏi luôn, rất là nhiều mũi luôn chứ không phải ít đâu. Này ai nhanh tay thì chốt nha. Hàng này hàng tổng hợp nhưng mà nhiều cái mũi nó rất là ngon luôn. Người xem mũi đầu mũi này rất là đẹp luôn.
cá chuột vít dài nữa. Rồi mã số 21, 25k. Đây dạng BH2 nha mọi người. Em đi mã số 22. Bốn mũi khoan gỗ nha. Bốn mũi khoan gỗ. Đây cái nó đề là mũi 12 hả? Đây mũi gì đây? Mũi bao nhiêu? Nhìn cũng không rõ lắm. Mình kịp thử nha. Đây mũi 11 mấy á. 24 cây mũi khoan gỗ. Cái nhìn này cổ cũ thôi, đánh đây là mới luôn nha. Mã số 22 trăm ke. Đi mã số 23. Mã số 23 là anh em chú với anh em nào có vợ bán bánh mì thì mua về nha. Cái này này giao xẻ bánh mì đó, rọc bánh mì. Cái này cách bánh mì rất là ok luôn, giao rất đẹp luôn. Này chiều dài, này chiều dài là 17, này là 20, này cũng 20, con dài nhất 30 đó. Bốn dao cắt bánh mì, rọc bánh mì, mua về cho chị em phụ nữ làm nha. Rồi là ok luôn. Bốn con dao. Rồi mã số 23, 150k. Em đi tiếp mã số 24. Là 4 cây, 4 cây cà lê, 1 cây cà lê đạn chiều. Con này là 11, 13. Hàng của Mr. Lo, à, của hàng Enloy hả? Nhật đây. 11, 13 nha. Còn rất là đẹp luôn. Con này là 12, cà lê 12. Hai đầu. Con này hàng Enloy luôn. Con này 24. Đầu còn đẹp nha. 24 hay 22. Enloy. Con này cũng hàng Enloy luôn. Con này là 23. 23, 26. Đầu còn đẹp luôn. 4 cái cà lê. 4 cái cà lê nha mọi người. 4 cái cà lê đầu tròn. Rồi cái này là cà lê 10, 12. Này của Nhật nha. KTC RM 10 x 12. Cái này cà lê là bỏ vô vặn nè. Mọi người khỏi phải tháo này như giống như mấy cái cà lê kia. Cái này để là trượt luôn. Bên này cũng vậy.
rất nhảy luôn. Đây hàng chính hãng lắm nha mọi người, hàng xịn sò luôn đấy, KTC 10-12. Rồi tất cả là 5 cây nha, 4 cây cà lê với một cây cà lê xoay. Rồi mã số 24, 250k, 24 250k. Đi tiếp mã số 25, 25 là 5 cây mũi quan sát của Nachi nữa, đầu vàng nha. Cái này chiều dài của nó là 15, đây mũi 13 nha mọi người, đây là 5 cây mũi 13 của Nachi. Rồi mã số 27, mã số 25, 270k. Anh em mã số 26, 5 cây mũi quan sát, 5 cây mũi quan sát. Này là mũi 16 nha, mũi 16. Mũi 16, mũi 17. 16 17. Đây mũi 13. 21. 15. Rồi, đo mũi 15 này. Là chiều dài 23, chiều dài 23. Mũi 21 này chiều dài là 17 cm. Mũi 13 này chiều dài là 20 cm. Đó. Đây mũi 17 là chiều dài là 17 cm. Mũi này mũi 16 chiều dài là 22 nha. Đó, 5 mũi quan sát. Mũi này cũng nhặt nha mọi người. Đầu dịp này, 5 mũi đều đầu dịp. Rồi mã số 26 300k. Đi mã số 27. 5 cây kéo nha. Mã số 27 5 cây kéo. Này kéo nhỏ. Nhỏ nó chiều dài là 17,5. Cái này là 17,5. Cái này là 15. Cái này là 18,5. Cái này là 20. Rồi. Cái này là kéo của Đức nha, kéo của Đức. Cái chữ Germany luôn nè, là Germany kéo của Đức, lưỡi mũi rất là ok luôn. Này kéo của Nhật, có chữ Japan nè, đó, Brimi Japan. Này kéo trong reset,
Hôm nay cũng vậy. Hôm nay cũng... Rồi, 2 3 4. Này cũng thế, chống kéo chống reset. Kéo này thì biến thôi rồi nha. 5 cây. Mã số 27, 200k. Đi mã số 28. Hai té là 4 cây kìm. Con này cái kìm của Hoyan nha. Hoyan là ký hiệu Nhật đây. Răng miệng còn tốt luôn. Này chiều dài của nó 16,5. Con này hàng cây be nha. Răng miệng còn phải ok. Con này là 18,5 luôn. Kìm cắt miệng khít nha. Con này chiều dài là 16. Rồi kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn này nó hơi cong tí nha mọi người. Kiểu nó cong nhưng mà con này là 13. Đó, 4 cái kìm. Ai mua về làm sử dụng cần ok thôi. Hàng này bán sẻ cho mọi người. Này hàng để dùng để làm khỏi sợ mất. Mấy mua mấy kìm mà xịn về sưu tầm thì được chứ mà lẹp tiếc lắm. Mã số 8 100k, 4 cái kìm. Đi mã số 29. Cái con này của Nhật nha, Nhật Bản này. Miệng khít. Này kìm cắt miệng cũng khít luôn. Cái ăn kiếp là ok. Này kìm mũi nhọn dài. Chiều dài của con kìm mũi nhọn 16. Kìm cắt 17. Kìm nguội là 18,5. Rồi ban kìm nha mọi người, ban kìm. Rồi mã số 29 100k, ba kìm. Mã số 30. Mã số 30 là một con dao. Dao này đi chặt đi phát cây rồi ok luôn. Kén nó hơi bị lỏng nha. Về mọi người đóng nêm vô là nó chặt thôi. Chỗ này nó bị cái kiểu nó dày nha. Rất là dày luôn, dao rất là dày luôn. Này đầu trên này là chiều dài là 15,5. Giữa là 15. Cuối á à, gì quên. Đầu trên này dài là 5,5, giữa là 5 cm. Đầu cuối này là 4 cm. Dài tổng thể của cái cây này là 33,5, 33,5. Chiều dài của cái lưỡi là 18 cm. Rồi mã số 30. Mã số 30. 170k. Mà sau nó hơi rõ tí nhưng mà chặt thì rất là ok nha mọi người. Chủ yếu mặt trước thôi. Đó, mặt trước. Dao rất dài luôn. Không biết mà về có thể mài thêm được. Đó, rất là dài. Mã số 30 170k. Đây mã số 31.
31 là một cặp cặp mỏ lết. Giờ em đi mỏ lết nhỏ trước. Cây này là gì, dài 20 cm. Cái này hiệu Senki nha. Cái này sử dụng bình thường, răng miệng khít. Răng miệng khít. Đó, cái này sử dụng rất là bình thường luôn, chả vấn đề gì luôn. Xài rất là ok luôn. Đó là Senki. Thì giờ là 20 cm. Còn này là Super hả? Đây cũng của Nhật luôn nha, cái hiệu đây, Japan. Con này hàng chỉ xài được một. Để em mở ra tới đâu rồi mọi người biết nha. Đó, nó thì em mở ra được tới đây thôi. Do răng nó bị lỗi, nó bị khuyết một góc nhỏ vào đây. Ai mua chốt nha. Cái này chỉ cần cầm lên. Nếu nó bị kẹt chỗ này quá là mình cầm lắc nhẹ vậy là nó vô thôi. Đó, cầm lắc nhẹ là vô. Hôm nhà bác nào có cái miệng như bên phía bên này chẳng hạn, cái miệng bên này. Miệng trên này mình có thể mở ốc ra, lấy cái này ra, thay một cái miệng mới. Thay một cái miệng, bác nào miệng còn nguyên á thì thay vô, xài còn ok mà. Mỏ lết này tới 30 cm á. Do nó bị lỗi nên em bán từ rẻ cho các bác nha. Rồi, một con 20, một con 30 cm. Mã số 31, 150k. Mua chuyển khoản nha. Tại vì hàng lỗi nha, có bác mua về, ôi sao cái hàng này bị lỗi. Tại vì khi bị lỗi em nói trước rồi. Hàng giá rẻ. Nó bị lỗi, tại vì mở vẫn được, không phải là không được nha. Đó, cho một cái vaccine. Mở ra bình thường luôn. Nó bị lỗi, mở ra không hết được, cho nó bị khuyết một răng. Rồi, mã số 31, 150k, mua chuyển khoản nhé. Em mua mã số 32. 32 là một con thước kẹp. Con thước đo bán kính. Cây này là của Tokyo gì đây. Đây cây của Nhật nha. Hàng Canon. Canon hả? Canon. Canon. Thước đây đo bên trong bên ngoài này luôn nha mọi người. Thước này là 15 cm. Đó, thước đo 15 cm. Thước đo 15 cm nha. Sử dụng còn rất là tốt luôn. Hàng của Nhật đấy. Thước đo 15 cm. Rồi mã số 32, 200k. Mình đi mã số 33. Mã số 33. Cái này của hàng của Nhật luôn, ký hiệu đây. Này là Mitoloy, hàng của Mitoloy. Mitoloy. Cái này cũng 15 cm nha mọi người. Chữ chiếc là còn ok luôn này. Đó, cho mọi người xem mặt chữ. Này đo hai mặt, đo mặt trong mặt ngoài luôn. Trượt được còn ok hết. Đo mặt trong mặt ngoài luôn nha. Rồi mã số 33. 33, 200k. Rồi cuối video em xin có vài lời để nói cho mọi người nha. Trước tiên em xin cảm ơn mọi người đã mua và ủng hộ kênh của em và đóng góp ý kiến cho kênh. Với lại mọi người mua thì chốt trên số điện thoại hoặc qua Zalo, đừng chốt trên kênh YouTube nha. Tại bên đó em xem sau nên nó hơi bị chậm. Mọi người kết bạn qua kênh Zalo, qua cái số điện thoại em đăng trên YouTube đó.
là kết bạn qua Zalo để nhắn tin hoặc chụp hình gửi qua để em chốt cho mọi người nha, hoặc là gọi điện nhắn tin trực tiếp. Rồi phí ship rút đồng giá là 30k nha, mua một món còn 30k mà. Chú các anh các chị ơi, các anh các bạn có mua có 10 món em cũng chỉ tính phí ship là có 30k thôi nhé, nên mọi người mua 20 món cho đỡ tiền ship. Rồi cuối video em xin dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em.